chương 2100 một nguyên vô địch đã đến. Phong Hải chân nhân cười lạnh một tiếng, nói, nếu là ngày trước, cậu dám nói chuyện với tôi như vậy, tôi đã ra một trường tiến cậu xuống địa ngục rồi, nhưng hôm nay có tiểu vô địch ra tay rồi, vậy thì không tới lượt tôi nữa. Thế nhưng những lời này của cậu quả thực cũng không sai, hôm nay ra mặt ở đây, quả thực không phải chỉ có một mình tôi. Còn có chúng ta nữa, lúc này, lại có thêm vài thanh âm truyền ra từ trong thành một lão bà với quỷ khí dày đặc, một hòa thượng có gương mặt hiền từ, còn có một người đàn ông trung niên dường như được tạo thành từ hoàng kim xuất hiện ở trước mặt mấy người. Quỷ bà bà, cử vũ hòa thượng, dương tư thần, không ngờ tiểu vô địch cũng mời mọi người tới đây. Sắc mặt phong hải chân nhân khẽ biến đổi, cảm thấy có chút kinh ngạc. Quỷ bà nói tiểu vô địch tự mình đi mời chúng tôi, mặt mũi này đương nhiên phải cho rồi. Dương Tư Thần cũng nói, chúng tôi đã nhìn tiểu vô địch lớn lên từ nhỏ, có người khiến nó chịu nhục nhã, chúng tôi cũng phải ra mặt. Audio điện tử võ tấn bền Trong mắt ông ta hiện ra kim quang, nhìn đường Tuấn, nói hiện tại người trẻ tuổi càng ngày càng không hiểu chuyện, bản thân có mấy cân mấy lượng cũng không biết, cái gì cũng dám nói lung tung. Cửu Vũ Hòa Thượng nói tiểu vô địch có thiên phú độc nhất vô nhị, tương lai nhất định có thể đạt được cảnh giới hóa thần, kế thừa đạo chân truyền của Thượng Nguyên Chân Nhân, lãnh đạo tổ tinh đi trên con đường huy hoàng tráng lệ người bình thường há có thể sánh bằng tiểu thí chủ nói lời này quả thực có chút không tự lượng sức mình rồi mấy người ở đó dường như đứng nói chuyện một mình nhưng ai cũng đều biết những lời này của bọn họ là nói với đường tuấn hơn nữa vị trí của bọn họ vừa lúc đã chặn đứng đường đi của đường tuấn chỉ cần đường nghiêu có một chút ý muốn chạy trốn nào ngay lập tức sẽ gặp công kích mưa rền gió giữ của bọn họ chắc kim phụng đứng ở một bên cười lạnh cô ta đã không cần nói thêm cái gì nữa Đường Tuấn Anh không phải rất lợi hại sao? Còn nói phải để cho Nguyên vô địch một cơ hội khiêu chiến anh. Hiện tại người ta vẫn chưa có ra mặt, đã có bốn vị nửa bước hóa thần ra mặt vì hắn. Xem xem anh có thể chặn như thế nào? Quá ít. Đường Tuấn bỗng nhiên nói. Cậu nói cái gì? Phong Hải chân nhân khó hiểu nói. Đường Tuấn nhìn mấy người vẫn rất bình tĩnh nói tôi nói là mấy người quá ít, không đủ cho một trưởng của tôi. Hiện tại thực lực của anh đã hoàn toàn khôi phục lại lại có ba tiên thiên thần văn lớn trong tay, mạnh hơn quá nhiều so với khi chiến đấu với mấy thiếu niên hóa thần đến từ ngoại vực trước đó, bốn tên nửa bước hóa thần quả thực không đủ cho một trường của anh. Cuồng ngôn vọng tưởng, chương 2102, ông chắc chắn, có đến mười mấy người đi theo sau lưng ông ta, toàn bộ đều là cao thủ có tu vi nửa bước hóa thần, trong đó còn có cả đệ tử của Thượng Nguyên chân Nhân, Sở Công Minh. 14 vị nửa bước hóa thần. Trong mắt Trác Bình lộ ra vẻ hoảng sợ, năng lực của nguyên vô địch quả thực quá đáng sợ rồi. Phải biết rằng toàn bộ nhà họ chắc cũng chỉ có một vị nửa bước hóa thần là hắn mà thôi, mà hiện tại trước mắt đây có đến 14 vị nửa bước hóa thần, gần một nửa trong số đó còn mạnh hơn hắn gần một nửa cảnh giới. Hắn vốn dĩ còn muốn cầu tình cho Đường Tuấn, nhưng hiện tại ý nghĩ này đã bị hắn tiêu diệt ngay lập tức. Mặt mũi của Trác Bình hắn còn xa mới đủ ra mặt ở đây, trừ phi có một vị tu vi hóa thần ra mặt. Nguyên vô địch mỉm cười, nhìn Đường Tuấn, nói, khi ở nhà họ Trác, cậu nói muốn cho tôi một cơ hội để khiêu chiến với cậu. Hiện tại ta trả lại y nguyên những lời này lại cho cậu. Tôi cũng không muốn bắt nạt cậu, cho cậu một cơ hội khiêu chiến ta. Chỉ cần cậu có thể tiếp đủ ba chiêu của tôi, tôi sẽ để cậu bình an rời khỏi nơi này. 14 vị nửa bước hóa thần, hơi thở núi liền thành một mảnh, không gian dường như có xu thế bị đình trệ lại. Bọn họ hoặc là cười lạnh, hoặc là khinh thường, hoặc là chán ghét mà nhìn đường tuấn. Thân phận của tiểu vô địch cao quý như vậy, cần gì cho kẻ đó cơ hội cơ chứ? Quỳ xuống nói cầu xin, có lẽ còn có đường sống." Có người nói lớn. Đường Tuấn nhìn nhóm người này, ngược lại còn cười, "Tôi còn tưởng ông có thể mời được một vị tu vi hóa thần, hiện tại xem ra là tôi đã quá xem trọng ông rồi." Nửa bước hóa thần và hóa thần, thực lực hơn kém gấp trăm lần, không phải cái số lượng có thể bù vào. Huống chi Đường Tuấn còn không phải cường giả hóa thần bình thường. Cho dù có trăm kẻ nửa bước hóa thần đứng ở đây, cũng chưa chắc có thể tổn thương mảy may đến anh." Phong Hải chân nhân châm chọc nói, cậu cho rằng bản thân mình là ai chứ, đối phó với cậu còn phải mời một vị hóa thần cảnh ư? Trác Kim Phụng cười khúc khích, nói, Phong Hải tiền bối có thể là không biết rồi, vị đường đại sư trước mắt chúng ta đây, vậy mà dám dùng thiết huyết lệnh bài của nhà họ Trác ra đối phó với ta. Đáng tiếc hiện giờ thiết huyết lệnh bài đã nằm trong tay ta rồi. Đã không có thiết huyết lệnh bài Hắn ta cũng trả tính là cái gì cả, đến cả ta cũng có thể tùy tiện nghiền ép hắn ta." Chắc Kim Phụng nói xong, một đám người ngay lập tức phát ra tiếng cười khinh thường. Cường giả chân chính có bao giờ cần dùng ngoại vật hỗ trợ đâu." Nguyên Vô Địch đứng ra, nói các vị tiền bối đừng cười cậu ta, thực lực bản thân không đủ, luôn thích thổi phồng một chút, điều này cũng có thể hiểu được. Ông ta nhìn về phía Đường Tuấn, hỏi, "Đề nghị của ta thế nào? Cậu có chấp nhận không?" Đường Tuấn nói, ông chắc chắn. Chương 2103, rất tiếc là anh sẽ không có cơ hội đó. Tiểu Vô Địch Long Hổ Quyết đã luyện đến bình cảnh rồi, chỉ cần thời cơ đến lập tức ngưng tụ thần tâm, thành công hóa thần. Là tôi, tôi cũng không dám nhận mình là đối thủ của Tiểu Vô Địch. Quỷ bà nói, Trác Bình trong lòng sợ hãi, những người này đều là anh hùng thế hệ trước, lại tự nhận bản thân không bằng Nguyên Vô Địch, có thể thấy địa vị và sức mạnh của Nguyên Vô Địch đáng sợ như thế nào một ngón tay liền muốn đánh bại tiểu vô địch Long Hổ Quyết, anh ta thật coi mình là thần sao. Dương Tư Thần nói, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, tất cả mọi người đều sửng sốt. Sau khi Đường Tuấn đánh ra một trường, trên bầu trời Long Hổ lập tức rung chuyển, sau đó bất ngờ nổ tung, tiếp theo, một luồng khí tức cực kỳ hung hãn xé nát bầu trời. Xẹt, luồng khí tức sau khi tấn công nguyên vô địch, đã tạo ra một lỗ máu to bằng đầu ngón tay trên vai của anh ta. Đây là xảy ra chuyện gì rồi? Mấy người trường phong chân nhân sợ hãi, việc phá vỡ long hổ thuật chỉ bằng một ngón tay là điều mà họ chưa từng được biết đến. Nguyên vô địch cũng sướng sờ một chút, nhưng ngay sau đó lại lên giọng cười nói, một đòn vừa rồi của anh là do phù lục của các loại bảo vật đánh ra uy lực không tồi, đã đạt đến cấp bậc hóa thần có thể làm tôi bị thương. Thế nhưng loại phù lục này, anh lại không có nhiều. Hơn nữa tôi sẽ không cho anh cơ hội đó. Nghe vậy đám người quỷ bà gật đầu, Trầm Trồ nói, đây mới là tiểu vô địch, càng đánh càng hăng. Tên nhóc kia quả nhiên có chút quỷ dị, lại còn có phù lục lợi hại như vậy. Họ rõ ràng không nghĩ rằng đòn vừa rồi là do Đường Tuấn đánh ra. Một lũ ngu ngốc, Đường Tuấn nói. Sau đó anh búng tay. Bùm, Nguyên Vô Địch bị đầu ngón tay trực tiếp xuyên thủng vào cánh tay, một tiếng nổ vang lên, ngay cả xương cũng không còn. A, à, cơn đau đớn lập tức ập đến xâm chiếm toàn bộ tâm trí của Nguyên Vô Địch anh ta hét lên. Tôi muốn giết anh, Nguyên vô địch hai mắt đỏ rực, ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn Đường Tuấn. Rất tiếc là anh sẽ không có cơ hội đó. Nói xong Đường Tuấn tiếp tục búng tay. chương 2104, tại sao không nói chuyện? Nguyên vô địch im lặng không nói, anh ta không dám liều lĩnh đánh cược. Người trẻ tuổi, anh thật quá đáng. Trường Hải chân nhân đứng trước mặt Nguyên vô địch, lớn tiếng quát quỷ bà và đám người sở công minh cũng cùng nhau đứng ra bảo vệ cho nguyên vô địch. Sở công minh nhìn vết thương của nguyên vô địch, cao mày nói, có chút kỳ lạ, hẳn là một phương pháp như ma thuật bùa chú, không phải sức mạnh thực sự của anh ta. Thật ra trong lòng anh ta cũng không dám khẳng định điều này, dù sao một đòn vừa rồi của đường Tuấn vô cùng khác thường, nhưng là đệ tử của thượng nguyên đạo nhân, anh ta không thể để bản thân mất mặt được. Quả nhiên, nguyên vô địch hung hăng nhìn về phía đường Tuấn, Trác Kim Phụng vốn cảm thấy thực lực của Đường Tuấn không tệ, nhưng bây giờ lại có chút hối hận, lúc này mới lắc đầu nói, quả nhiên là kẻ vô dụng, chỉ biết lợi dụng sức lực từ bên ngoài, trước là thiết huyết lệnh bài, bây giờ là quỷ dị phù lục, cái nào mới là năng lực thực sự của anh đây? Anh tự trói tay lại, sau đó cùng chúng tôi đi gặp Thượng quan Đạo Nhân. Trường Hải chân Nhân nói, quỷ bà chế nhạo nói, dùng phù lục đả thương người khác là loại hành động hèn hạ gì cơ chứ? Nghe vậy đường Tuấn lập tức cười nói, bà cho rằng tôi dùng phù lục đả thương anh ta. Không phải sao, quỷ bà nói, tôi hiện tại đứng ở chỗ này, nếu như anh có năng lực, thì ra tay thử xem nào. Bà tu hành quỷ đạo, cũng có hiểu biết một chút về phù lục chi thuật, đương nhiên sẽ không sợ hãi trước phù lục của đường Tuấn. Ha ha, đường Tuấn cười lạnh một tiếng, sau đó từ phía dưới đánh ra một trường. Bùm, quỷ bà trên mặt còn mang theo nụ cười, lúc này trực tiếp nổ tung, nguyên khí lập tức đều hóa thành một đoàn máu tươi. Tĩnh mịch, xung quanh hoàn toàn im ắng, không ai dám nói thêm điều gì. Một trường lập tức đánh chết quỷ bà, đây chính là thuật phù lục sao. Trường 2105, có cách thoát khỏi vây khốn không? Nhìn kỹ lại có thể thấy sâu trong hư không có gian dòng đang chảy hạt, hư không chấn động, không gian xung quanh làm dao động lòng người. Đây chính là tinh lam sao, lòng đường tuấn khẽ động, không phải con muốn gặp đạo sĩ sao? Vậy xin mời đến đây, em mờ thanh vang lên tại hư không? Đường Tuấn gặp được đạo sĩ Trung Thanh. Đạo sĩ Trung Thanh ngồi trên một tảng đá màu xanh, mắt nhắm lại, nhìn như đang nhắm mắt nhưng không phải nhắm. Ông ta ở trước mặt giống như Thái Sơn, nhưng khí độ siêu nhiên lại rất rõ ràng. Đạo sĩ Trung Thanh mở to mắt, mắt bắn ra hai đạo tinh quang bén nhọn, thần sắc hơi kinh ngạc nói, khí tức của con rất kỳ lạ, có huyết mạnh của địa cầu, nhưng không phải là người của thế giới này. Sốt của con đến từ đâu? Lòng đường Tuấn run lên, quả nhiên ánh mắt của đạo sĩ Trung Thanh rất lợi hại. Anh do dự một chút nói, con đến từ địa cầu. Đến hiện tại, thân phận đối đầu với đạo sĩ Trung Thanh đã không còn nghi ngờ, chắc chắc anh đến từ trái đất. Cho nên anh cũng không tiếp tục giấu giếm. Không thể nào, con đường thông thiên của địa cầu đã sớm đứt đoạn, trừ phi tu thành hợp thể chi cảnh có thể dựa vào thân xác ngao du hư không, nếu không sẽ không có cách nào rời khỏi vũ trụ. Đạo sĩ Trung Thanh cảnh giác nhìn đường Tuấn quát, nói, con rốt cuộc là ai? Đường Tuấn cũng không tức giận, ngón tay để tại lông mày, lập tức từng hình ảnh trong trí như anh hiện ra, tiếp đó cứ phát liên tục. Những hình ảnh này cũng là lúc đường Tuấn sinh sống ở địa cầu. Đạo sĩ Trung Thanh thất thanh nói, con thật sự đến từ địa cầu. Đường Tuấn gật đầu nói, con đi từ con đường Hàn Cung kia, nhưng hiện tại không thể trở về được. Anh nói một cách đơn giản chuyện thái cổ hung viên mở ra tinh lam. Sau khi đạo sĩ Trung Thanh nghe xong đánh một quyền vào hư không, tức giận nói con khỉ này quá vong ân phụ nghĩa. Trước kia tổ tinh cường giả bồi dưỡng nó, đợi nó khôi phục ở địa cầu, không nghĩ đến nó sớm đã rời khỏi. Sau một lúc phát tiết, đạo sĩ Trung Thanh giàu dĩ nói, chỉ có điều con có thể đi đến đây, cũng xem như mà một chuyện vui. Có người thứ hai giống tôi đạt cảnh giới hóa thần tôi cũng yên tâm hơn nhiều. Đường Tuấn nhìn vào hư không sau lưng đạo sĩ Trung Thanh, bỗng nhiên nói tinh lam của thầy bị rối loạn nhốt thần hồn. Audio điện tử võ tấn bền chương 2106, đây là mạch long biến bí kỹ nhất trái đất. Đường Tuấn cười cười, sau đó tâm niệm vừa động, một cái phù văn lập lè xuất hiện trước mặt anh. Căn bản đạo sĩ Trung Thanh còn muốn nói thêm hai câu với Đường Tuấn, nhưng lúc này cứng đờ, không dám tin nói, đây là viên tiên thiên thần văn kia. Đường Tuấn gật đầu, anh cong ngón tay búng ra, tiên thiên thần văn liền chui vào hư không. Ngay sau đó một hồi kinh thiên hồng phát lên, một sự chấn động từ sâu trong hư không chuyển đến, đạo sĩ Trung Thanh bỗng nhiên đứng lên từ khối đá, thoải mái cười to, vậy là tôi đã thoát khỏi vây khốn rồi. Ông ta từ tảng đá nhảy xuống, vỗ vai đường Tuấn nói con không tệ. Đường Tuấn khẽ niệm thần, triệu hồi viên tiên thiên thần văn kia vậy mà con lại lấy được thần văn này sao đạo sĩ trung thanh có chút giật mình lúc này đạo sĩ trung thanh nghiêm túc đánh giá đường tuấn dùng câu hỏi nghi vấn nhưng có phần khẳng định con là tên tiểu tử thái sơn kia ông ta cũng nhớ trong núi có lưu một câu chuyện nhỏ trước đó không lâu được nhận một tu sĩ nửa hư nửa thực ở địa cầu chẳng qua tu vi của người kia còn chưa đến cảnh giới nguyên anh cho nên ông ta thấy đường tuấn có chút quen mắt nhưng không dám khẳng định dù sao chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy đột phá lên đại cảnh giới, nói cũng không ai tin. Đường Tuấn gật đầu nói, ra mắt thầy. Đạo sĩ Trung Thanh bó tay, người này lại là đệ tử của ông ta. Ông ta vậy mà lại được đồ đệ của mình cứu. Khổ khổ, theo đạo lý mà nói, con đã cứu tôi khỏi khốn cùng, lại là đệ tử của tôi, tôi không nên nói những lời này. Nhưng lần này con lại đánh cháu trai tôi thảm như vậy, tôi cũng phải đòi lại chút công đạo cho nó. Đạo sĩ Trung Thanh do dự nói. Công đạo là giả, Ông ta đang muốn kiểm tra thực lực thật sự của Đường Tuấn. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy lại đột phá được đại cảnh giới, không chừng là dùng bí pháp gì. Chúng ta hãy thực sự trao đổi thực lực, rèn luyện một phen. Ông ta cảm thấy Đường Tuấn là một tiềm năng, không đành lòng để anh bị bí pháp hủy đi căn cơ, cho nên muốn ra tay để nhắc nhở một chút. Đường Tuấn cũng không nghĩ nhiều, chuẩn bị thế thủ. Chương 2107, được, anh Nguyên Thanh. Đường Tuấn ra quyền. Lúc đầu quyền không có chút sức hút nào, sau đó bỗng nhiên tăng vọt, cuối cùng ngân sắc cự long đụng vào nhau. Sức mạnh minh mông nổ tung tứ phía, thanh âm bộc phát như sấm. Đầu kia ngân sắc cự long phát ra long ngâm, sắc mặt đạo sĩ trung thanh biến đổi, ông ta cảm nhận sức mạnh của Đường Tuấn không hề kém mình chút nào, phảng phất có một loại vô tận. Giờ khắc này thành phố Hoa Hạ đều nghe được âm thanh như sấm. Nguyên Vô Địch không biết dùng bảo dược gì, hai tay vốn nổ tung vậy mà lại mọc ra anh ta nhìn thấy hư không chấn động mắt lấp lánh mặt lộ ra ý cười thấp giọng nói ông nội ra tay rồi trưởng hải chân nhân nói đạo nhân ra tay sẽ không có chút sơ hở nào có thể không giết tiểu tử kia cũng xem như dạy cho cậu ta một bài học ánh mắt nguyên vô địch hiện lên tia sáng một bài học cũng không đủ anh ta hy vọng đường tuấn bị giết chết ông nội ông đừng lưu tình giết anh ta đi nguyên vô địch im lặng nắm chặt nắm đấm lòng thầm mong muốn trong hư không, đạo sĩ Trung Thanh bị một quyền của Đường Tuấn chấn động đến mức khí huyết sôi trào, pháp lực trong cơ thể như bị phá hỏng. Tiểu tử này thực sự mạnh, nếu như tôi giống như lời nói mà nể mặt, sợ sẽ ở lại đây. Đạo sĩ Trung Thanh kinh ngạc không thôi, vốn cho rằng sức mạnh của Đường Tuấn là do bí thuật nên sẽ không lớn, không nghĩ đến Đường Tuấn lại mạnh như vậy, hình như cũng không kém ông ta. Tiểu tử này đúng là yêu nghiệt. Đạo sĩ Trung Thanh thi triển toàn bộ tu vi nhưng phát hiện vẫn không làm gì được Đường Tuấn, thậm chí có chút gì đó bị Đường Tuấn đè áp lại, cuối cùng ông ta không thể không thừa nhận sức mạnh bên trong của Đường Tuấn. Bùm. Cuối cùng Đường Tuấn đánh một quyền vào hốc mắt của đạo sĩ Trung Thanh. Hốc mắt đạo sĩ Trung Thanh lập tức xuất hiện một cái dấu quyền. Không đánh nữa, đạo sĩ Trung Thanh vội vàng hô ngừng. Đường Tuấn thu tay lại nói, "Thầy đừng để ý con, con vẫn chưa sử dụng hết toàn lực đâu." Đạo sĩ Trung Thanh nghe thấy câu này, tức giận toàn thân run rẩy. Tiểu tử này quá khinh người rồi. Con đừng kêu tôi là thầy, tôi không nhận nổi, hơn nữa tôi cũng chưa dạy con gì cả." Bình tĩnh nói ra, chuyện thầy bị cho hành hung mà bị truyền ra thì sẽ rất mất mặt nên ông ta phải phủ nhận danh phận này trước. Hơn nữa ông ta thực sự chưa dạy được gì cho Đường Tuấn, một tiếng thầy này thật hổ thẹn. Chương 2108: Đã gặp qua Đường tiên sinh. Tiếp đó Đường Tuấn nói chuyện ma tộc hắc ám sắc xâm lấn trái đất cho Nguyên Thanh. Nguyên Thanh phẫn nộ nói: Nếu là những ma tộc hắc ám thuần khiết giữa vũ trụ, địa cầu còn kiêng kỵ vài phần, một ma tộc tinh vực xa xôi cũng dám ra tay với địa cầu sao? Cậu định khi nào về địa cầu, anh sẽ đưa cậu cùng về. Hai người sau khi thương lượng một hồi, cuối cùng Đường Tuấn quyết định xử lý xong chuyện phá quân doanh sẽ cùng trở về địa cầu. Đi thôi, chúng ta nên đi ra rồi. Nguyên Thanh dẫn Đường Tuấn chuẩn bị rời khỏi tinh lam dĩ nhiên ông ta cũng cảnh báo một chút tuyệt đối không nói chuyện hai người từng có tình nghĩa thầy trò nhất định chỉ muốn gọi nhau là anh em nếu không thì quá mất mặt đã kết thúc rồi sao xem ra thực lực của hai người tranh lệch quá lớn ở bên ngoài trưởng hải chân nhân vuốt sâu nói nguyên vô địch cười đắc ý nói ở man hoang ông nội gần như vô địch anh ta có thể tiếp được một chiêu cũng coi như có thể kiêu ngạo rồi ầm ầm hư không lại chấn động kịch liệt Đạo sĩ Trung Thanh đi ra từ hư không. Ông nội, ông đã khỏe lại rồi sao? Nguyên Vô Địch nhìn thấy đạo sĩ Trung Thanh, thất thanh nói. "Đạo nhân, ông đã thoát khỏi vây khốn rồi." Đám người Trường Hải chân nhân cũng kinh ngạc nói. Nguyên Thanh gật đầu, nói, "Lần này nhờ vào Đường Tuấn." Nguyên Vô Địch cười nói, "Xem ra ông nội đã giết cậu ta, nhờ bảo vật trên người anh ta mà thoát khốn." Trường Hải chân nhân cũng cười, "Xem ra Đường Tuấn này cũng không ít bảo vật." chẳng qua có thể giúp đạo sĩ trung thanh thoát khốn xem như chết cũng không vô ích đạo sĩ trung thanh nghe vậy sắc mặt trầm xuống âm thanh lạnh như băng nói sau này ai còn dám nói như vậy tôi sẽ giết người đó đường đệ để cậu phải chê cười rồi nguyên thanh nhìn ra sau lúc này đường tuấn mới xuất hiện nghe thấy cách gọi nhìn đường tuấn không tổn hại gì sắc mặt nguyên vô địch trở nên khó coi ông nội không những không giết còn gọi cậu ta là anh em đây chẳng phải nói vai với mình thấp hơn cậu ta hai thế hệ sao? Sau này, lời của Đường Tuấn cũng như lời của tôi." Đạo sĩ Trung Thanh trầm giọng nói. "Ông nội, dựa vào gì chứ?" Nguyên Vô Địch không cam tâm. Đạo sĩ Trung Thanh nói, "Dựa vào tu vi của cậu ấy, tất cả mọi người ở đây không ai có thể địch lại cậu ấy." Chương 2109 Thiên Quân bất xuất, Tôn giả vô song. Đạo sĩ Trung Thanh tự mình mời Đường Tuấn ở lại trong thành phố Hoa Hạ đợi mấy ngày. Đường Tuấn vui vẻ đồng ý, nhân khoảng thời gian này anh sẽ cùng đạo sĩ Trung Thanh đi nghe ngóng một ít chuyện, ví dụ như Diệt Thần, còn có Thần Đình. Nghe đến hai cái tên này, trên mặt đạo sĩ Trung Thanh lộ ra vẻ nghiêm trọng nói, nguồn gốc của hai thế lực này rất thần bí, rất có thể đến từ bên ngoài phạm vi của đạo thống. Thành phố Man Hoang chỉ là nơi trú ẩn cho bọn chúng, có người nói thế lực của bọn chúng ở Trung ương Ngân Hà. Chỉ là thành phố Man Hoang nằm tại nơi hoang vu hẻo lánh, ngoài rìa của vũ trụ, có thể bọn họ đã sớm quên nơi trú ẩn này rồi. Đường Tuấn lộ ra vẻ kinh hãi, không nghĩ hai thế lực này sẽ có loại nội tình như vậy. Đạo sĩ Trung Thanh nói, với thực lực hiện tại của cậu tốt nhất không nên đi gây chuyện với bọn chúng. Thế lực to lớn này trải dài khắp hành tinh, cho dù là thế lực mạnh nhất tại địa cầu cũng phải kiêng rè, có khả năng bọn chúng còn giấu một vị tôn giả cấp cao thủ để chống lưng. Đường Tuấn gật đầu, trải qua mấy ngày trao đổi, anh đã hiểu được hai chữ tôn giả này đại biểu cho thứ gì, đó là nhóm người mạnh nhất trong vũ trụ này, chiến lược kinh thiên. Mà năm đó tôn giả cai quản niêm phong địa cầu cũng là một trong số đó. Thiên quân bất xuất, tôn giả vô song. Đạo sĩ Trung Thanh thở dài nói, địa cầu nhất mạch của tôi năm đó bị bao vây cũng là vì phát hiện ra nghĩa địa của thiên quân trong kỷ nguyên đại diệt phong. Cuối cùng các cường giả tại địa cầu hầu như đều hy sinh, nghĩa địa của thiên quân cũng bị mấy người tôn giả chiếm lấy làm của riêng ông ta nhìn đường Tuấn rồi nói, thất phu vô tội hoài bích có tội sao? Địa cầu nhất mạch của tôi năm đó đã trở thành như vậy, bản thân cậu có được thông tin của tiên thiên thần văn thì nhất định không được nói cho kẻ khác biết, nếu không sẽ kéo đám người đến thăm dò. Sao bách tính vốn không có tội, kẻ giấu ngọc đi mới có tội? Ý chỉ thường dân không thể cất giấu bảo ngọc, nếu một thường dân cất chữ bảo ngọc, chỉ có thể là trộm cắp hoặc cướp giật. Sau này nó trở thành câu ẩn dụ cho những kẻ trở thành nạn nhân của tài năng và lý tưởng. Đường Tuấn bày tỏ đã hiểu, cậu không dám nói cho đạo sĩ Trung Thanh rằng trong cơ thể cậu còn có hai viên thần văn hỗn độn. Loại chuyện này nếu như bị truyền đi, sợ là ngay cả những lão quái vật ở trung ương ngân hà cũng sẽ muốn đến cướp đoạt. Đường Tuấn chuẩn bị rời đi, đạo sĩ Trung Thanh nói cho anh biết cách tiến vào giới chỉ. Tương đương với việc cho Đường Tuấn quyền hạn rất lớn, ít nhất lần tới tiến vào giới chỉ cũng sẽ không bị thương nữa. Chương 2110 lý do này đã đủ chưa? Đường Tuấn bây giờ cũng có thể coi là kẻ đứng thứ hai ở trong giới này, nhưng trừ bán bộ thần cảnh ra thì không còn bao nhiêu người biết đến cậu. Tiểu Lộc đương nhiên càng không thể biết thân phận của anh, nếu không làm sao có bộ dạng chậm trễ như vậy. Đợi một chút, đường Tuấn đem dược liệu của mình kiểm tra một lượt rồi chuẩn bị rời đi, bỗng một giọng nói từ bên ngoài truyền vào. Hai người đi vào dược bảo các. Nhìn thấy hai người này, Tiểu Lộc lập tức nhanh nhẹn, trên mặt tươi cười lộ ra vẻ nịnh nọt mà cung kính nói. Hàn Đại Sư, Cao Đại Sư, ngọn gió nào mang hai người đến đây vậy? Hai người muốn dược liệu gì thì cứ thông báo một tiếng, hà cứ gì tự mình đến đây thế này? Hai người kia cũng không phải ai xa lạ, chính là hai vị y sư mà Đường Tuấn chạm mặt ở nhà họ chắc khi đó, Hàn Đại Sư và Cao Đại Sư. Hai người Hàn Đại Sư và Cao Đại Sư nhìn lướt qua Đường Tuấn với vẻ mặt ngạo nghễ. Hàn Đại Sư nói, chúng ta đúng là cần một ít dược liệu, đúng lúc cửa hàng các cậu có, Ông ta chỉ vào túi dược liệu trên tay Đường Tuấn rồi nói, "Những dược liệu kia bao nhiêu tiền, bọn ta mua tất." Trên mặt Tiểu Lộc lộ ra vẻ khổ sở nói, "Đại sư, những dược liệu kia là anh ta đặt trước rồi." "Hừ." Hàn đại sư cắt lời cậu ta rồi nói, "Lẽ nào cậu sợ chúng tôi không trả nổi linh thạch sao?" Nói xong ông ta ném ra một đống linh thạch lớn. Tiểu Lộc vội vàng nói, "Đại sư, tôi không phải có ý đó." Hàn đại sư và cao đại sư đều là khách hàng lớn của cửa hàng họ, hơn nữa y thuật lại cao siêu, không ít nửa bước hóa thần cảnh đều có mối quan hệ không tệ với họ. Đặc tội hai người này, đừng nói là cậu ta, ngay cả sư phụ cậu ta cũng không thể lăn lộn trong thành phố Hoa Hạ được nữa. Hàn đại sư nói, tôi cũng nghĩ cậu sẽ không dám. Vậy còn không mau đem dược liệu cho tôi? Tiểu Lộc do dự một lát, sau đó đi đến trước mặt Đường Tuấn nói, đưa dược liệu cho tôi đi. Đồ Yên Nhi không cam lòng nói, rõ là là bọn tôi đặt dược liệu này, hơn nữa bọn tôi cũng đã trả tiền rồi, dựa vào đâu mà bảo bọn tôi đưa cho ông ta. Tiểu Lộc cau mày, có chút mất hứng nói, dựa vào đâu ư? Dựa vào họ là Hàn Đại Sư và Cao Đại Sư, lý do này đã đủ chưa? Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 2110